Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một sự kiện nhận top căn wiki biết nha các bạn. Đây thì chương trình nó giải thưởng nó có 10.000 10 triệu top căn wiki cho cộng đồng iDrop nha các bạn. Khi tham gia iDrop thì các bạn sẽ nhận ngay được 100 top căn wiki của khoảng $1 vậy các bạn. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn mở địa chỉ chút wallet nha các bạn. Đây thì sự kiện này có giới hạn nên các bạn làm nhanh nha các bạn. Cũng ngay vậy chứ. Cũng gần dịp Giáng sinh sắp đến rồi nên có nhiều chương trình nữa các bạn làm trong dịp Tết Noel này nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bắt cái địa chỉ ETH của mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút nhận nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào số điện thoại 84, các bạn chọn vào 84 độ quốc gia Việt Nam giúp mình nha các bạn. Phan. Chưa các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Việt Nam là cờ Việt Nam đâu ta? Hình ngôi sao đâu ta? Hồng Kông, Iran, Iraq gì không? Và các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Việt Nam mình lúc nào cũng mị mị dạng dưới đây nè các bạn, đứng top thứ 4. Rồi Việt Nam. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập số điện thoại nha các bạn. Thì số điện thoại các bạn bỏ không đầu nha các bạn. 3299 31577. Rồi các bạn bấm nút gửi mã xác thực nha các bạn. Sau đó có một cái mã xác thực gửi về SMS cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn chờ đến 60 giây nha các bạn, 1 phút chứ. Rồi sau khi hoàn thành thao tác đã nhận ngay 100 wiki miễn phí. Rồi có một cái mã SMS gửi về cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn cũng mở tin nhắn mình ra nha các bạn. Đó là mã kết quả là cũng bạn nhắn. Thì các bạn cũng trở về cần bấm vào đây 9925 tất cả 9925. Rồi các bạn bấm tiếp tục gửi nha các bạn. Ok. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia sự kiện nhận 100 top căn wiki này, cũng đến đây có mấy bạn gì copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm top căn nha các bạn. Vậy video đến đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn nhiều video clip tiếp theo từ mình nhé.